Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em và các bác, bà con, cô bác, anh chị em một cái mẫu xe mà nó chỉ có tầm loanh quanh hơn 100 triệu tí thôi. Một cái chiếc xe rất là bền lành và tiết kiệm nhiên liệu của nhà xe Hyundai. Một trong những dòng xe mà cũng đã làm nên tên tuổi và thương hiệu của dòng xe Hyundai. Đó là một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.1, tư nhân biển Hà Nội 30U7601. Với dòng Hyundai Getz là một trong dòng xe ở cái phân khúc hạng A khá đẹp và nổi tiếng của nhà xe Hyundai. Trước cái thời kỳ mà những cái dòng xe Hyundai i10 đang đổ xô vào thị trường cũng như đang rất là nhiều, thì cái dòng Hyundai Getz này trước đó nó cũng đã làm lên một cái gì đó rất là ấn tượng của nhà xe Hyundai rồi. Với dòng Hyundai Getz thì nó lành, nó bền và nó có thể nói là nó rất là nhỏ gọn và nó phục vụ rất là đầy đủ tại thị trường Việt Nam. Nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, có ở Việt Nam từ những năm 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. Thì dòng Hyundai Getz nó cũng đã phục vụ cho bà con rất là nhiều và thấy là cái độ bền, độ lành của nó cũng đã được kiểm chứng khá là tốt. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội nhé, anh em là khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này thì không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố. Với dòng này thì trước đây thì qua là xe này nó cũng đã qua dịch vụ rồi, vì thế nên là xe của nó thì giá rất là rẻ, chỉ có 120 mấy triệu thôi, 128-129 triệu thôi là bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Getz. Đặc biệt của dòng Hyundai Getz thì với cái xe này á, thì nó là mức tiêu hao nhiên liệu của nó ăn tầm khoảng 5,5 lít trên 100 km thôi. Và nó có một cái đường kẻ ngang từ đèn hậu về đến đèn pha. Nó rất là bền, nó lành và nó vẫn còn nguyên bản như kia. Xe thì không có đâm đụng tai nạn. Còn tất nhiên là cái vấn đề va quẹt thì xe thì không thể tránh được với sự va quẹt. Tuy nhiên thì nó cũng không ở cái mức độ nặng và nó cho phép cho anh em. Đấy. Vấn đề ở đây là cột kèo đầu đít của chiếc xe là còn nguyên bản theo xe hết, không có bị lỗi. Đấy. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, quý bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu Hyundai Getz thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 8 năm 2024. Hệ thống đèn của nó được trang bị hệ thống đèn bi nhá. Với như ánh mắt thường chúng ta nhìn thấy đây là hệ thống đèn bi salon siêu sáng buổi tối này. Rất là đẹp cho anh em. Đăng kiểm mới, phun đồ chơi. Đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2024. Các bạn thấy được đây. Một cái mẫu xe có cả cam hành trình, cam lùi đầy đủ. La răng của nó là la răng sắt nguyên bản và có thêm một cái dàn lốp khá là mới cho anh em. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm 128 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em đã sở hữu được chiếc Hyundai Getz này. Rất là đẹp cho anh em nhé. Sơn xi của nó thì về anh em chạy thôi. Thực ra thì chiếc xe này nó phục vụ cho bà con nào mà đang cái tầm tiền mà loanh quanh hơn 100 triệu, muốn mua một chiếc xe bền, xe lành thì đây là chiếc xe cực kỳ hợp lý để cho bà con mua luôn thôi. Không phải bàn cãi gì cả vì nó quá bền, nó quá lành rồi. Hệ thống đèn của nó thì khá là đẹp. Đèn của nó thì chảy nhỏ gọn như này thôi. Rất là đơn sơ và mộc mạc, nhưng mà nó cũng đủ những cái tính năng từ đèn lùi cho đến đèn phanh. Đấy bà con nhé. Rất là đẹp cho anh em này. Sơn xi của nó thì căng đét luôn, lốp dép của nó hay là những cái phần cô lốp của nó còn rất là đẹp này. Không có mục mọt gì bà con nhé, không có mục mọt gì. Không có một cái gì gọi là mục mọt kìa bà con nhé. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Lốp dép của nó rất là mới luôn này. Nó rất là dày dặn luôn. Dày và sâu dặn và mới luôn. Về hệ thống nội thất ạ. Bên trong nội thất chiếc xe thì được bằng một bộ áo ghế bằng da hai màu, đó là màu vàng kem và màu đen. Trần của nó thì đã được bọc một cái lớp trần kim cương 5D khá là đẹp cho anh em. Vô lăng thì anh em thấy nó có độ bào mòn. Tất nhiên thì như con này thì cảm thấy nó chạy dịch vụ khá là nhiều rồi. Bà con nhé. Hệ thống táp lô táp ly của nó khá là đẹp cho anh em như này. Tóm lại thì dịch vụ hay không dịch vụ nhưng mà nó còn chất lượng là được, không lỗi đúng không ạ? Keo chỉ của nó đây. Keo chỉ của nó rất là đẹp cho anh em như này. Với cái tầm giá mà nó chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu tí thôi. 120 mấy triệu thôi. Bà con có sở hữu được chiếc xe này hay không? 120 mấy triệu thôi là quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn máy 1.1, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Một chiếc xe khá ổn định và khá chất lượng cho anh em nhé. Alo ạ. Vâng. Hòa Bình có đấy, biển Hòa Bình có đấy bán rồi, đợi 2.10 đi anh. Không còn con nào 2.10. Còn anh ấy. Còn con biển Nam Định.
Không, anh lấy 2.9 bản cờ xe gia đình ấy, khoảng 220 mấy triệu. Em ở quán Toan ông Bang Hải Phòng ấy. Anh ở đâu nhỉ? Vâng, biển thì còn nhưng mà quan trọng gì bây giờ, xe thì mình cứ rút hồ sơ về thoải mái mà, sang tên mà. Và xe biển đâu cho được. Dạ vâng, lúc nào mà ra thì cứ alo trước nhé. Cái dòng Innova nhé, còn nhiều. Đấy, tất cả đều rất là đẹp nhé, không lỗi, kể cả máy gầm gầm của nó cũng khá là ổn định. Đấy, không có bị mục mọt gì cả các bạn nhé. Đấy, tất cả hệ thống này, keo chỉ của nó này còn rất là đẹp cho anh em. Với cái tầm giá mà nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng hơn 100 triệu thôi, 120 mấy triệu thôi. Thì bà con, các bác, chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ cửa hàng của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bất Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, các bạn thấy đây, tất cả hệ thống keo chỉ của nó còn rất là đẹp và zin như này. Đấy, xe không lỗi bà con nhé, không lỗi luôn, cột kèo nguyên zin luôn bà con nhé. Đấy, bà con, các bác, chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Hyundai Getz 2009 phiên bản số sàn máy 1.1 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc với cái giá có 129 triệu đồng biển Hà Nội như này, thì alo trực tiếp cho Thành phố Hải Phòng nhé. Vâng, tiếp tục thì em sẽ vào trong xe và kiểm tra và phần qua máy chiếc xe, xem máy móc của nó như thế nào, có ổn định hay không, cũng như bên trong nội thất nó có những cái gì để chúng ta dùng. Chả vào trong thì có cái màn hình rất là to. Màn hình này là một cái màn hình khá là to đây. Cái này nó phải vào 24 inch. 24 inch ý, không phải 21 inch đâu. Rất là đẹp cho anh em này. Cam hành trình trên gương đầy đủ nhá. Xe thì có cả hệ thống cam lùi, cam lùi của nó là 360 luôn, có cảm biến lùi luôn. Đấy bà con nhá, một cái hệ thống cam khá đẹp luôn này. Đấy, anh em thấy đây, có cả hệ thống cam 360 luôn bà con nhá, cam 360 luôn này. Đấy, hệ thống cam lùi rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn cho anh em này. Đấy, bên này. Tóm lại thì hệ thống cam này thì lắp lên rất là đẹp. Đấy, hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì khá là ổn định cho quý khách hàng và quý bà con. Khóa khiển của nó thì vẫn còn theo xe luôn bà con nhé, chìa khóa vẫn còn nguyên bản theo xe luôn. Tất cả là hệ thống kính của nó khá là ổn định nhé bà con nhé. Khá là ổn định luôn ạ. Chìa khóa khiển đấy ạ. Khóa khiển là khóa khiển theo xe luôn bà con nhé. Khóa khiển của Hyundai theo xe luôn ạ. Tất cả gạt mưa, lưng hạ kính của nó đều lên xuống một cách rất là ổn định luôn. Có cả gạt mưa sau bà con nhé, có cả gạt mưa sau luôn ạ. Gạt mưa sau vẫn hoạt động bình thường bà con này. Rất là đẹp luôn này. Rất đẹp luôn bà con nhé. Vâng, đây là phần củ số đây. Đấy, chạy mòn đến mức là không còn số luôn. Không còn số luôn. Nhưng mà chạy nhiều hay chạy ít thì cũng không quan trọng. Quan trọng là xe của nó chất, và với cái tầm tiền như này, với một chiếc xe như này thì em nghĩ là nó cũng khá hợp lý về cái kinh tế cho anh em, đúng không ạ? Rất là đẹp cho anh em nhé. Rất ổn định luôn. Bà con là cô bác, anh chị em coi rất là to luôn. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe, xem chất lượng máy của nó thế nào, đúng không nhá. Đấy, hệ thống đèn của nó là hệ thống đèn bi sơ đông buổi tối rất là sáng luôn. Đấy, cả hệ thống đèn gầm của nó nhé bà con nhé. Còn đây là phần máy này. Đó là trang bị động cơ 4 máy 1.1 bà con nhé. 4 máy 1.1 này, rất là đẹp luôn. Máy của nó thì bẩn chưa vệ sinh gì cả, nhưng mà xe của nó thì khá là đẹp, máy khá êm. Tất nhiên thì nó chạy dịch vụ nhiều thì phần máy này nó đã làm lại rồi. Nhưng mà cam kết cho anh em là không có ngập nước nhé. Làm lại nhưng mà không phải là do ngập nước mà coi được. Một chiếc xe khá hợp lý như thế này. Với cái tầm giá như này, cabo của nó này. Cabo zin luôn. Cabo zin luôn các bạn này. Zin luôn này. Chưa có tháo lắp gì ở phần lốp cabo này luôn này các bạn này. Tất cả nó rất là đẹp, không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Đầu tăng đầu nước của nó khá là ổn định cho quý khách hàng. Vậy thì bà con, các bác, chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo.